Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Video này tôi giới thiệu đến các bạn cây đàn guitar Nhật, chuẩn Nhật luôn, thương hiệu Yamaha, model C150. Đây là tem của cây đàn, thì các bạn nhìn rõ luôn, trong tem người ta ghi là Yamaha Nippon Gaki Company Limited, công ty nội địa Nhật. Model là C150, một dòng nổi tiếng luôn. Nổi tiếng nhé, cái dòng này ai chơi đàn Nhật thì chắc cũng biết. Dòng dưới cùng là Made in Japan, Nhật Bản. Đây là đàn Yamaha sản xuất tại Nhật luôn, vào khoảng những năm thập niên 79. Sơ di thùng đàn đây, 90825. Cây này nó sẽ sản xuất khoảng năm 79. Và đến giờ cây đàn nó vẫn còn nguyên luôn, nó chỉ cũng cũ đi thôi. Tức là người Nhật người ta dùng rồi. Đây là đàn của người Nhật dùng nhé, người bên Nhật người ta dùng xong mình thu gom lại. Thì về đến đây đàn vẫn nguyên vẹn luôn. Mặc dù đàn đã qua sử dụng cũng không phải là mới, nhưng mà tất cả các chi tiết góc cạnh của nó vẫn lành lặn, không bị nứt vỡ. Có những cái dấu vết sử dụng thôi, nhưng những cái chấm chấm nhỏ này này là trong quá trình sử dụng thì người ta sẽ cũng có và chạm nhẹ, nhưng không có nứt vỡ nhá. Đàn nguyên zin nguyên bản luôn, chưa sửa chữa gì. Nói chung là nước sơn của nó bóng đẹp lắm, hàng Nhật nó bền và âm rất hay. Mình quay tổng quan cho các bạn xem tất cả các góc cạnh nhé, để thấy rằng đàn bền đẹp, cũ nhưng không có bị gãy vỡ, không lỗi lầm gì. Đấy. Cái này là vết sơn kiểu dạng nhũ đấy, mình tẩy nó cũng chưa hết được, nhũ móng tay hay cái gì đó sơn bạc, không phải vỡ nứt gì đâu. Khóa vẫn còn trắng này, khóa còn trắng, vặn nhẹ, sử dụng bình thường. Đây là lưng đàn không có vỡ nứt ở đâu. Hông đàn thì có một cái vết chấm ở đây. Đấy, còn những cái vết này chỉ vết mờ mờ thôi. Còn vết chấm này này có cảm giác mình sờ thấy nó bị chảy, sờ được. Còn những cái này là chỉ chảy nhẹ thôi, mờ mờ thôi, không đáng kể. Bây giờ mình sẽ quay lại phần cam trước để các bạn nhìn nhé, cho nó tổng quan này. Ở đây trên tay mình đang cầm cây đàn guitar Nhật Yamaha C150 đấy. Đấy, nhìn cái cam trước này nó đẹp hơn này, nó nên màu nó đúng hơn. Cam kia nó ở trong bóng tối thì nhìn nó không có rõ lắm, nó hơi nhạt màu. Màu ở bên ngoài nó đúng là như thế này nhé bạn nhé. Đàn thì là đàn đã qua sử dụng, không thể mới 100% được, sẽ có vết xước, nhưng mà nó không có nghiêm trọng gì ảnh hưởng đến âm thanh nhé. Nó chỉ là đàn nó nhìn về ngoại hình nó như vậy thôi, nó có vết sử dụng thôi, không có gãy nứt vỡ ở đâu. Tất cả đàn sử dụng bình thường hết. Đàn Nhật thì cực kỳ bền và âm rất hay. Nó sản xuất từ năm 1979 đến bây giờ vẫn nguyên vẹn luôn. Logo đặc trưng của Yamaha. Bây giờ tôi sẽ test âm nhé. Test âm. Cây đàn này thì nổi tiếng rồi và âm cũng cực kỳ hay. Tôi sẽ căn dây này, mở cái phần mềm căn chỉnh dây này. Mở cái phần mềm căn chỉnh dây lên. Đây. Xem không mở được nhỉ. Nó không, phần mềm điện thoại lỗi luôn. Tôi phải lấy phần mềm đo dây đấy cho nó nhanh. Đây rồi, đã tìm được phần mềm đo dây rồi. Giống con iPhone kia này không lên. Ok, cơ bản là chuẩn rồi. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn 6 dây buông nhé, để nghe bát chét này.
cây này thì âm nó cực là âm nó kiểu là khỏe mà lực nhé, mà cực vang, kêu to, to hơn những cái dòng cùng phân khúc luôn. Những hãng khác thì không thể kêu to như kiểu Yamaha được, hiếm lắm. Yamaha đặc trưng nó luôn làm kêu to. Một số hợp âm cơ bản. Chép cây đàn ngoại hình còn đẹp nhé, tổng thể là còn đẹp, mặc dù cũng quá chày nhưng mà nhìn cái nước sơn của nó bóng đẹp và nó chắc chắn, đàn nó chắc chắn cực kỳ chắc chắn luôn, chứ không ọp ẹp. Cái đàn nhiều cây nó xuống cấp nhé, nó ọp ẹp, nó màu nó kiểu nó bị thấm nước chẳng hạn, là những cái màu này nó ố hết đi, xong là gõ nó ọp ẹp. Mặc dù những cái cây đấy đánh nó cũng hay nhưng mà nó không còn bền nữa, nó sẽ bị xuống cấp nhanh, nó nhanh hỏng. Cây này thì yên tâm, các bạn dùng cực kỳ bền luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.